Chipu lộ bí mật đằng sau sân khấu, tìm được định mệnh mới không phải là Amber. Ở thời điểm hiện tại, khán giả Việt Nam dường như càng thêm tin chắc đạp gió 2023 chính là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp Chipu, nữ ca sĩ Việt Nam không ngại so tài với các ngôi sao quốc tế để chứng minh bản thân. Trong tập mới nhất của đạp gió 2023, Chipu cùng đội Ella và Zia. Cả Zia và Ella đều xuất thân là ca sĩ nên đội của Chipu có lợi thế trình diễn. Chipu mặc trang phục quyến rũ, khoe vai trần. Nhóm thể hiện ca khúc sắp Up and Down với vũ đạo đẹp mắt và thần thái lôi cuốn, giọng hát của Chipu cũng tiến bộ. Tuy nhiên, hạn chế của tiết mục là sân khấu quá rộng lớn nên nửa đầu khá trống chảy và không khỏe động được bầu không khí. Mãi đến khi, jipu cùng Ella và Zia đu dây để di chuyển từ sân khấu trên cao xuống dưới, màn trình diễn mới chính thức bùng nổ. Đến phần cuối cũng là cao trào của bài, ba giọng ca cùng dàn vũ công đã làm nóng cả trường quay với màn vũ đạo mạnh mẽ ấn tượng. Với phần trình diễn này, đội Chipu đạt 839 điểm từ khán giả trong trường quay. Như vậy, đội Chipu đứng thứ hai trong tổng số 6 đội, đứng đầu là đội Amber Maria với 841 điểm. Tuy nhiên, ít ai biết một bí mật đằng sau mà trình diễn này, đó chính là Chipu tiếp tục gặp rắc rối với trang phục. Từ đầu vòng thi đến nay, nữ ca sĩ Việt Nam liên tục cặp trục trặc với trang phục Vòng đầu tiên thì bị rơi mất vòng cổ nên Hoàng Cu cùng nhân viên phục trang phải cắt bớt gấu váy để may thành vòng. Ở lần thứ hai, chiếc áo đẹp mắt thực ra là một chiếc váy được gấp ngắn lên và khâu cố định lại. Sang vòng công diễn thứ ba thì Hoàng Cu không được vào phòng phục trang nên Chipu phải tự xoay sở. Đến bản trình diễn mới nhất, ba thành viên của nhóm Chipu được nhà sản xuất chuẩn bị toàn đồ jean để làm đồ diễn. Vì ca khúc sắp up and nhảy rất nhiều nên Chipu muốn có trang phục ôm sát để dễ dàng thực hiện những động tác đá chân mạnh mẽ. Trong đó, đồ diễn mà chương trình cung cấp thì chỉ có hai chiếc quần ôm nên Chipu và Ella chia nhau. Chỉ có điều là Hoàng Cu thử tìm kiếm những mẫu áo có sẵn thì không có cái nào hợp với quần jean nâu mà Chipu mặc. Thế rồi Nam Salit đã tìm thấy một chiếc chân vải jean cùng màu với quần nên đã nhờ ekip cắt quần bảo hộ bên trong, khâu chỉnh lại để biến thành áo quay cho Chipu mặc. Có thể nói so với các màn trình diễn trước, tâm trạng của Chipu đã thoải mái hơn nhiều ở phòng công diễn trước. Lý do được nhiều netizen đưa ra là vì cô nàng một lần nữa đồng hành cùng Ella, người tỷ tỷ cực kỳ thân thiết và rất tận tâm chăm sóc cho Chipu trong hành trình này. Ngoài ra việc có sự hỗ trợ từ phía Zia, cựu thành viên Mid A cũng truyền thêm cho Chipu nhiều động lực. Bất ngờ nhất khi nói về mạnh dài, Chipu còn khẳng định rằng chị ấy là định mệnh của em. Zia cũng cho biết chúng ta đã cùng nhau ở phòng thu lượt của tôi trước Chipu, nhưng cả hai cũng chỉ tập trung làm việc mà không hề chạm mặt. Việc có thể hội ngộ như vậy thực sự quá tuyệt vời, đây đúng là duyên phận. Cho đến bây giờ, nhiều khán giả phải công nhận Chipu chính là chiến thần ngoại giao của đạp gió 2023 khi cô vô cùng thân thiện, kết nối rất tốt với các thí sinh trong cuộc thi. Ngay cả những người chưa có dịp trung đội thì Chipu vẫn có cách để chuyện trò, gắn bó với họ. Jibu cũng hỏi thêm rằng Zia đã mất bao lâu để có thể ra mắt trong một nhóm nhạc nổi tiếng. Câu trả lời của Zia là 3 đến 5 năm. Chúng tôi có rất nhiều áp lực, chúng tôi phải có bài kiểm tra mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi 3 tháng và cả mỗi 6 tháng một lần. Riêng sân khấu 6 tháng một lần là lớn nhất, chúng tôi được lên sân khấu và được các chủ tịch, giám đốc xem xét và nếu không tốt có thể bị loại. Khi Jibu tò mò về việc Zia tham gia mùa đầu tiên của đạp gió, nữ ca sĩ đã tiết lộ rằng mọi thứ thực sự rất khó khăn. Đó là mùa đầu tiên, mọi thứ lạ lẫm và chúng tôi không có cơ hội hình dung được như các bạn hiện tại. Bởi vậy cứ làm thôi, dù có mệt mỏi, áp lực. Chỉ có một điều duy nhất làm động lực là việc được đứng trên sân khấu, được tỏa sáng để một số người sẽ hiểu hơn về mình, biết hơn về mình. Đáp lại Chipu chạy lòng. Em hiểu hoàn toàn những gì chị nói bởi em là người Việt trong chương trình. Em chỉ biết cố gắng để mong rằng nhiều người công nhận và biết đến em hơn và việc được trình diễn đã là quá cảm kích video đến đây là kết thúc cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn xin chào và hẹn gặp lại